Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay ngày 15 tháng 3, em lên một video giới thiệu cho các bác 8 cặp loa mới về các bác nhé. Thì cũng lâu rồi không có bán loa, bữa nay có hàng về em lựa được 8 cặp loa thì cơ bản chưa có thùng riếc còn nguyên zin nhé. Đó, 8 cặp loa, loại dòng ít nhất là từ bát 28 đến 32. Đây là Sansui này, Technic này. Đây, cặp này nghe nhạc rất là hay của hãng LD Hitachi. Và tiếp tục lại về một cặp F50 nữa. Cặp F50 này em rất là thích cặp này, cụ từ rất là lớn. Và đặc biệt có hai cái cặp loa cùng phân khúc của hãng Nitong và Onkyo các bạn nhé. Nitong. Rồi tiếp tục là có cặp loa này nữa này. Cặp MX5, bữa trước có MX5 mới bán rồi. Và đặc biệt có một cặp loa Chio LS 303. 202 thì em bán nhiều rồi, 303 thì rất là hiếm ạ. Rồi xem sẽ giới thiệu chi tiết từng món một các bác nhé. Từng cặp một, 8 cặp. Thì đầu tiên là cặp Sansui S7000 các bác nhé. Cặp loa này bắt 30. Cái dòng này là màng tổng hợp, giấy tổng hợp các nhé. Viền vải. Cái kiềng này rất là đẹp luôn ạ. Mic lớn chép giấy nhá, mic giấy chép giấy. Dòng này vừa nghe nhạc hãng có thể hát karaoke được nhá. Vậy thùng nó lớn và nó có hai lỗ thông hơi, các bác chơi karaoke thoải mái luôn nhá. Những dòng loa của Nhật á thì công suất nó không cần được nhiều lắm, nhưng mà bao là nó đánh có nhiều cặp loa họ ghi công suất ảo thôi, chứ loa Nhật nó không ghi công suất ảo các bác nhá. Đó, dòng này 8 ohm. Cặp loa này về cơ bản là ok nhé. Thì có chân dưới tiếng này, cái này chân hơi chảy tí chân này. Một bên này thì vẫn còn cả cái giấy với thùng vách. Nó có một cái thùng này nó bị cấn một xíu ở đây. Em có đắp lại xíu. Còn lại ok nhé. Đây sẽ quay xa cho các bác vuông thành cảnh nguyên zin bản luôn. Thì cặp loa này em bán hôm nay hàng về thì em bán loa thì nó không có lời đâu các bạn, chẳng qua là muốn mua về có nhiều bác hỏi thôi, lấy tương tác. Tóm lại là cũng theo nhu cầu của một số anh em. Cặp loa này bán cho các bác 5,5 triệu các bác nhé. 5,5 triệu cặp loa Sansui này, có lưới đầy đủ, lưới ở đây ạ. 5,5 triệu cho các bác vừa nghe nhạc karaoke được nhé. Cặp này lớn lắm, cặp này cao nó cỡ khoảng 70-80 nhá. Rất là đẹp luôn. Chân dưới là chân nhé, vẫn còn chân đầy đủ nhé. Hai lỗ thông hơi. Đây là cặp số 1 các bác nhé. Số 1 5,5 triệu Sansui S7000. Em bao là cái giá của bọn em ra đưa giá rất là tốt luôn. Rồi sang cặp số 2. Cặp số 2 này thì cặp này tương đối là hiếm các bạn. Dòng 1770 thì nhiều. Dòng này nó thiết kế một cái bát 32 các bác nhé. 32. Bát này bát 32. Rồi bát này bát 33 nhé. Và một cái mic. Cái mic này khoảng 15. Và một cái chép còi nhé. Cái chép này người gọi chép mỏ vịt khoảng, cũng khoảng 15 các bác nhé. Cái dòng này là dòng model nói SP1990. Nó là dòng lớn nhất. Em thấy là dòng này là vùng lớn nhất nhé. Sang dòng 2000 mấy thì nó cũng không phải không lớn bằng dòng này các bác nhé. Nó chỉ bắt 25 thôi, 27 nhá. Cái chép còi, cái chép mỏ vịt này là cái dòng này lớn nhất rồi. Cái dòng này thì em làm viền nhá, như là cái viền của em là viền mắc tiền các bác nhá. Các bác nhìn thấy viền của em rất là đẹp, viền này. Cái viền người ta làm có 200.000, viền em làm 300 mấy, gần 350. Làm đã làm phải đẹp cho các bác chơi nhá. Cái cặp loa này á nghe nhạc hát karaoke thì tuyệt vời luôn, đỉnh của chóp luôn các bác nhá. Bác nào chơi qua rồi biết, kể cả mấy cái dòng mà cái mỏ vịt mà nó bắt 27, 28 thôi nó đã hát karaoke rất là hay rồi. Còn cặp này tới bắt tới 33, 1990, bắt 33 các bác nhá. Thùng lớn, để em quay phía sau cho các bác. Lưới của nó đây ạ, lưới là lưới tính định.
Đây, quay phía sau cho các bác này. Thùng còn rất là đẹp nhá. Đấy, còn rất đẹp, vuông thành sát cạnh luôn. À. Tuy nhiên loa thì nó không phải là đẹp như mới đâu. Cũng có tí chảy, không đáng kể các bác nhá. Bãi như thế này là cực kỳ đẹp. Cái hàng này em cơ bản em cũng đã lựa rồi các bác nhá. Lựa cho trong một kho rất nhiều hàng mà em lựa đấy. Cái dòng này 8 ôm à. 8 ôm các bác nhé. Công suất 100W, 100W đây, cái xước này. 100W một chiếc nhá. 8 ôm. Cái dòng của Nhật thì 100W thì nó khỏi nói rồi. Nó là dòng công suất thật. Loa còn rất là đẹp nhá. Cặp loa này em bán với giá 5,4 triệu. 5,4 triệu cầm loa này nhé. Bao các bác giá cực kỳ hợp lý. Các bác nào mà nghe nhạc muốn hát karaoke chơi cặp này bao hay các bác nhé. Bao hay. Cặp số 2 5,4 triệu các bác nhé. Rồi sang cặp số 3 này. Cặp số 3 là dòng Hitachi. Cái dòng này nghe nhạc cực kỳ hay. Dòng này nghe nhạc các nhé. Hát thì nó hơi ấy. Dòng này để thiên mình nghe nhạc quá. Bởi vì nó có một cái chép đôm này, mic giấy này, và xeo chỉnh này. Và nó, các bác xem cái viền của nó này. Cái viền này nghe nhạc vàng thì tuyệt vời. Con này bắt là 28, theo thông số 28 nhá. Thì rất là đẹp, viền nó viền vải, à viền giấy xếp các bác nhá. Rất nhiều, rất ít những model nào mà nó có cái viền kiểu này. Còn dòng, chỉ có dòng là Hitachi ấy. Đây là gọi LD, nó là hãng Hitachi nhá. Nó có cái viền như này này, rất là hay. LD HS450 các bác nhá. Thì loa này. Để em quay đi ra sau quay hai cặp luôn để cho các bác coi nhá. Bởi vì cũng thường nói chật. Đây, cặp này thì vuông thành sát cạnh các bác nhá. Chày thì cũng có một vài vết chày thôi, chày này. Như cái này đen thì rất đơn giản, quẹt sơn đen và là ok thôi. Nhưng mà em vẫn để nguyên thủy như vậy. Bán 28 thôi nhá. 6 ôm. Đó, rất là đẹp. Đây em soi các luôn cặp dưới là cặp F50 cho các bác coi nhá. Rất còn rất đẹp nhá. Đấy. Cặp này em bán với giá 4,5 triệu. 4,5 triệu cặp loa nghe nhạc các bác nhá. Bác nào mà biết cái dòng này thì mua nên mua cả dòng này. Bác nào mua nghe nhạc vàng nên mua dòng này. Cái viền vải này, viền vải xếp này này. Cực kỳ hay nhá. Và nó có một cái lỗ ở giữa này. Rồi, cặp số 3. Cặp số 3 là 4,5 triệu. Cặp số 3 4,5 triệu các bác nhé. Đó. Rồi sang cặp số 4 này. Số 4 bữa nào trước có em bán một cặp rồi. Cặp này là cặp F50 Oreck nhé. Của hãng Toshiba. Bác nào chơi qua dòng này, dòng này bát rất là lực. Cực kỳ lực. Em thấy so với rất nhiều dòng em chơi rồi, kể cả D77 thì chơi bát lực thì không qua con này được. Cái củ từ nó phải khoảng gần 20 phân của cái củ từ nó. Bác nào thích em mở ra em coi. Dòng này em bán hôm nay thì giá hôm nay hợp lý hơn. Hôm nay em bán giá 6,2 triệu thôi, số 4 6,2 triệu. Bác nào vừa chơi vừa nghe nhạc vừa chơi remix hay chơi tóm lại chơi bạo lực ấy, thì chơi con này nhé. Nó là bát 30 trống. Viền này viền làm rồi. Viền này em làm ở bên trên Việt Hùng rồi. Đấy. Bát trống rồi nhá. Mic trống và chép titan. Đấy. Dòng này rất là hay. Có rất nhiều dòng nó không có tên tuổi. Nếu dòng này nó thuộc những cái model thương hiệu mà có tên tuổi thì nó không phải giá 6,2 triệu đâu ạ. Rồi số 4 6,2 triệu các bác nhá. Oreck F50. Rồi sang cái số 5 này, số 5 là cặp Ditong DS66Z các bác. Dòng này dòng Tibon. Dòng Tibon các bác nhá. Đó. Thùng thì thùng nhìn rất chắc chắn, các bác nhìn mấy cái dòng này nó chắc chắn cực kỳ luôn, nó đóng làm thùng còn rất là đẹp nhá. Cái màng này nó gọi là màng da chăn, viền thì viền vải thì vẫn còn ok nhá. Viền vải. Đó. Bác nhìn cái dòng cao cấp nó có những cái nút vặn, ngay cái nút vặn cũng không thể nhái được các bạn. Nó có chữ đi tông này, đi tôn này, đó. Không thể nhái được luôn. Lưới thì đây ạ, lưới đầy đủ.
cặp loa đi tông này, cặp loa đi tông này là số 5 nhé. Cặp này em bán 5,5 triệu các bác nhé, 5,5 triệu cặp DS66Z. Tí em quay sau cho các bác coi, hai cặp này đều đẹp hết các bác nhé. Rồi, đồ số 5, 5,5 triệu các bác nhé, 66Z T-Bone. Rồi xuống dưới có một cặp D66RX. Cái dòng này cũng nó là đàn em của D77RX, nhưng mà bát nó thì cũng giống nhau đấy, bát còn là B77, bát con 66 này cũng là bát 28, hai con này đều bát 28 các bác nhá. Đó, một cái mic và một cái chép cộng Onkyo, đây là Onkyo các bác nhá. Hai con này thì vừa nghe nhà hát karaoke đều ok hết nhá. Đấy. Dòng Onkyo này. Con Onkyo này D66RX, con này bán 5,8 triệu các bác nhá. Thì em sẽ quay đi quay sau một cái cho các bác coi hai cặp này nhá. Đây, hai cặp thì vuông thành các cạnh. Đây. Con 66Z này, đi tông 66Z này thì công suất max nó 150W. Đấy. Còn con dưới này công suất nó 120W thôi. Như dòng này công suất thật nhá. Đấy. Chạm con này khủng không? Hai cặp là đều đẹp hết nhá. Rồi số báo giá lại số 5, 5,5 triệu. Số 6 là cặp Onkyo này, 5,8 triệu nhá. Các bác cứ check trên Google đi. Một số shop có họ có bán, và các bác tham khảo thêm về dòng này và xem giá luôn, tham khảo về giá luôn các bác nhé. Rồi tiếp tục số 7 là cặp Onkyo MX5. Cái dòng này thì cái bát nó là thiết kế của kỹ sư của hãng JBL luôn nhá. Cái viền này, viền vải tổng hợp màu trắng giống hệt mấy cái dòng của JBL nhá. Đấy, rất kể cái kiềng ở trong cũng giống luôn nhá. Tiếng rất hay, và đặc biệt nó có một cái mic rất là độc luôn. Chép này. Cái bát này bát 28 không nhá. Rồi cặp loa này bán 6,5 triệu, lưới đầy đủ nhá, lưới đây này. Tất cả đều có lưới hết nhá. 6,5 triệu cặp loa số 7. Onkyo MX5. Tí em quay phía sau kỹ cho các bác coi. Hai cặp này đều ok nhá. Rồi xuống dưới này, cặp số 8 này là một cặp loa rất là hiếm của hãng nó cặp của hãng Chio các bác nhá, Chio LS303 2002 thì các bác biết rồi, chơi cái 2002 đã quá hay rồi. Hôm nay về cặp 303 nữa. Thì loa này thì em thật sự em cũng mới lau sơ sơ thôi, chứ không có tuốt tát nhiều nhá. Đấy, cặp này bát 33. Cặp này bát 33 các bác nhá. Mic lớn này, chép giấy, mic giấy chép giấy. Cặp loa này thì tuyến loa còn tương đối đẹp, nhưng mà cái thùng nó đằng phía sau ngoài là nó là gỗ lạng, cho nên nó không được đẹp đâu, chày có chày nhá. Đây nó cũng có vết chày này. Đấy, có chày các bác nhá. Lưới nó thì lưới nó có vết đấy, có cái thanh ngang này. Nhưng phía trong này này nó hay bị bể ra như này. Cái này thì cho keo vào thôi, không có vấn đề gì hết nhá. Thì em nói rõ luôn, cái này em sẽ khắc phục cho keo vào. Rồi, hai bên loa này có hai lỗ thông hơi nhá, con này LS303 các bác nhá. Đây thùng thì nó cũ cũ theo năm tháng như này đó, chưa các bác xài thì cũng không thành vấn đề nhá. Nói thật, những hàng bãi mà về các bác bảo là nhìn nó vuông thành ra cạnh như mới, như cái cặp loa cổ như vậy thì không có, người ta đều làm lại hết rồi nhá. Nhưng bọn em thì cứ để đó thôi. Đấy, em quay phía sau đây. Đấy, cặp là MX505. Đấy, loa rất là đẹp luôn. Con này công suất 80W, 6 ohm. Đấy, con ấy này, phía sau này còn ok các bác nhá. Cái này nó chỉ bong mấy cái sơn thôi, bởi vì họ dán keo vào nó bong ra thôi, không vấn đề gì. Đấy, thạch này cũ theo năm tháng đấy.
Các bác nào mà mua về cứ để nghe vậy hoặc không, các bác nào mà ấy thì đi dán cái, dán một lớp xi lớp gỗ lạng và là ok ngay. Cặp loa số 8 này bán giá 7,3 triệu các bác nhá. Các bác nghiên cứu trên ấy đi, giá họ bán trên đều trên 9 triệu cặp này hết. Em bán 7,3 triệu. 7,3 triệu này. Cặp này 6,5 triệu. Rồi vừa rồi em giới thiệu cho các bác 8 cặp loa có báo giá cho các bác nhé. Thì bên em thì vẫn có chính sách là chuyển khoản hết bao ship. Đấy, nếu mà bác nào cọc thôi á, cọc thì mỗi cặp loa cọc em 1,5 triệu, 1,5 triệu thì em mới đi hàng các bác nhé. Thì khi nhận hàng các bác kiểm tra rồi trả tiền ship và tiền tiền thu cho nhân viên giao hàng nha. Còn các bác cứ chuyển khoản hết thì em bao ship cho các bác nhé. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Có 8 cặp loa đây ạ. 8 cặp này cơ bản là em cũng là lựa rồi ạ. Thì bên em thì không có tuốt nhiều, cũng sơ sơ thôi. Tóm lại là lau chùi những chỗ nó chảy chảy thì em có để cho tí sơn ấy vào cho nó nhìn nó hợp lý thôi, chứ còn không có tuốt nhé. Rồi cảm ơn các bác xem video nhé. Em có báo giá cụ thể đấy. Giá trên là em không có bớt nữa các bác nhé. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Em bao các bác là các bác cứ lấy cái model, bác nào thích model nào các bác cứ lấy model đó xẹt trên Google thì các bác có thể là tham khảo về model đó và cũng tham khảo về giá luôn. Đó. Rồi cảm ơn các bác nhé.